Hello, xin chào anh chị em các bạn đã đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cơ ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho em một số cái mẫu xe máy khách đổi ha. Nói chung là mẫu xe này là khách mua mô tô đổi lại chữ hàng. Hôm nay mình lại lên sóng để cập nhật giá cho anh em tham khảo ha. Anh em quan tâm thì để ký ha. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật tổng hợp luôn giá từ cái mẫu xe tay ga, xe số hay là xe côn tay luôn em nhé. Đó. Rồi mình sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng để anh em có thể nắm được cái thông tin về cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng Phong Mô Tô, địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Anh em mà chưa biết đường thì mình cứ inbox Zalo trên màn hình nhé. Cửa hàng có ship xe toàn quốc nhé, có trao đổi xe. Đó, anh chị em nào quan tâm thì mình cứ đến trực tiếp hoặc là mình inbox cho cửa hàng nhé. Đấy. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu ha. Trả trước 30% giá trị xe thôi. Đấy. Tất cả dòng xe bán ra thì đều được tặng nhớt, tặng nón này và có bảo hành máy móc thêm 6 tháng nữa ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ đi lại tiếp tục gặp anh Tú để cập nhật các mẫu xe trong cửa hàng cho anh em ha. Rồi, đây anh Tú mọi người ha. Ok, chào Thắng nhé, Dạ. chào toàn thể anh chị em và các bạn nhé. Dạ, Hôm nay mình với Thắng lại tiếp tục cập nhật một số xe côn tay dòng nhỏ của khách tới mua mô tô đổi lại cho bên cửa hàng. rồi. Thì đầu tiên vẫn là chiếc Edge, em này màu xám xi măng, Rồi, chiếc này mình xanh, thấy là khá đẹp anh xám em nhé. xanh. Được. Xe thì Con này có lên cặp mâm này, mình thấy là quá chất luôn anh em này. lên cặp mâm Đó. xi cực đẹp. CNC luôn. Đó, ốc tán đẹp. Đó. Em này có lên một cái fuộc À con này và lên phuộc một luôn cặp hả? mâm À. đó, vỏ đang À, chạy vỏ mắc xích, vỏ khá là dày luôn này, vỏ mắc lên xích cặp phuộc. Nói còn mới luôn chung là về đó. ngoại Biển hình số 63 order này 63 mới chạy ha. có 21 mới nhỉ, coi À, gần nhìn 22.000, về ngoại hình xe khá là mới em nhé. hai Đó, xe 21 năm, 21 ngàn cây. 21,5. Đó, nhưng là xe đẹp anh em nhé. Có đẹp anh em ạ. Đúng không? Xe đăng ký 2021. Để Đấy. mình lên máy anh chị em nghe. Siêu đẹp luôn. Nói chung là vỏ trước sau thì còn dày cui ha. Máy móc cực êm luôn. Đó. Chảy chút tem khách À, để đồ với một chút cái ok. nhựa này thôi. Còn Rồi. lại là xe không có chảy cho. Nói chung là con này về Rất ngoại đẹp. hình mình thấy là rất là đẹp anh em nhé. Đó. Xe đẹp máy chất. Rồi con này 24 triệu 800. 248 ha. Anh chị em nào mà có nhu cầu rút hồ sơ thì bên cửa hàng sẽ hỗ trợ anh chị em mình rút hồ sơ Đó. Rồi, ra tên. ok. Con này Có về thể chất xe rất là đẹp luôn. Đó. rút hồ sơ rồi mình về mình ra xã phường mình đăng Dạ, ký, hoặc là ok. có thể nhờ luôn bên cửa hàng. Rồi, Rồi, mình sẽ thì đi tiện đây thì mình đi hộ tay luôn luôn từ ha. dòng tay côn. Còn Sachia bốn hai chiếc thì bữa nay còn một chiếc thôi. Em này biển 60, xe 020, hiện tại đang còn có 25,8 triệu thôi. Rồi, Đó. biển 60 Đồng Nai. Biển 60 Đồng Nai. Order 23.000. Rồi, 23.000 cây thôi anh em nhé. Đó, Rồi. 258. Con Đó. này yếu điện bình rồi. Ok, máy móc là zin luôn anh ha. Đúng rồi. Đó, máy Xe thì con móc. nào khi quay mà máy ra thì mình sẽ báo À. anh chị em luôn. Rồi, Đó, còn con nào không ra thì mình đó là máy zin. Rồi. Bên mình vẫn bảo hành động cơ là 6 tháng anh chị em. Con này là Raider xăng cơ. Đây đưa Đó. xăng cơ. Hết xăng Hết luôn. xăng. Em này bữa nay là còn có 15 triệu 8, xe biển 60 Đồng Nai, 60F2 nha. Đó. Xe 2016 đăng ký 2021. Giá cũ là 16,8. Rồi, còn 15.8 thôi. À, 15 rất triệu là mềm luôn. 800. Còn cái bên này thì mẫu này là Raider. Raider. Raider FI ha. Đấy. Raider FI. Raider FI con này 2020 luôn em này. Xe 2020. Rồi, ok. 2020 biển số 65. Đấy, biển số 65 Đó, mình luôn. đi công việc mất chục ngày về xe Đấy. con hết xăng, con hết Rồi. còn hết bình đề. Em này 22 triệu 800. Đó. Biển số 65, xe Đó. 2020. Giá cũng rất là mềm nhá, 228 thôi. Đó, nói chung là bô bọng đuôi được là zin luôn, giàn áo liền lạc ha. Còn cái Nó bên hơi này chật á thì à. anh chị em mà có nhu cầu mà xem về chiếc nào ấy, thì cứ ý biết cái Đến. số Zalo trên màn hình mình Dạ. sẽ quay chi tiết gửi anh chị em tham khảo. Dạ. Cục là Raider, em này cụm biển 60B6, xe 2018. Con này bữa nay mình sẽ giảm xuống 1 triệu cho anh chị em nào có nhu cầu sử dụng thì Cơ lấy nhé. ok. Giảm tiếp 1 triệu là còn 21,8. À, còn 218 anh em nhé. Đó.
Đó, anh Dạ, chị rất em là nào mềm nhu luôn. cầu thì Đó, con này thì như có là lên lọc giữa trụ thôi anh đúng rồi. ạ. Ok. Đó, còn máy móc là rất êm anh em nhé. Rồi, ok. Máy móc thì quá là ok rồi. Rồi. Rồi có con máy kinh. À, đây có máy kinh luôn. MX kinh. Em này hồi sáng mình có kiểm tra rồi cũng hết điện bình. Hiện Rồi. tại em nó là 24 triệu 800. Đấy, xe nhập nguyên chiếc mình có Đó, 24 triệu 8 thôi. 248 ha. Con Size này 2019. đấy, có lên cặp mâm đồ chơi thôi. Đấy, còn đâu Lên là cặp zin nguyên mâm. bản luôn. Đấy là Đó. xe zin. Giá bây giờ cũng rất là rẻ rồi anh em ạ. À, xe nhập luôn bây giờ có 24 triệu 8 thôi. À. 48. Rồi. Đó, em này thì À, con này nói cũng là chung máy kinh luôn. Đấy, là thì em cũng đi theo chủ một vòng rồi. rồi, quay Giờ lại là rồi. quay lại, anh ấy quay lại anh đổi sang cái con khác, bởi vì bô của con này là anh trung niên nên anh không thích cái Vâng. tiếng bô. Rồi mình lên máy cho anh em nghe tiếng bô. Lên cái bộ AK lên phuộc luôn này Bô phuộc AK ô phuộc liền ô luôn lìn luôn. Đó, đồ chơi chống đổ, đổ đấy thì gắn điện thoại cùng tay phanh cây thắng cây côn đó về đĩa đồ đĩa chơi đó đó ok trên cũng khá nhiều đồ chơi á 18 triệu đó. À, con này là bao tranh chấp anh em nhé. À, con này bao tranh chấp này ha 17 triệu 8. đó. Bữa nay mình sẽ giảm là còn 17 triệu 800. À, con 17-8 thôi là có một chiếc mới kinh nhá, mới kinh luôn mà có lên khá là nhiều đồ chơi ha. Con này thì giấy Đấy. tờ đầy đủ, bao hợp lệ, Ok. bao tranh chấp, an ninh cho anh em. Đó. Xe bên cửa hàng thì anh chị em dùng yên tâm. Đó, anh em nào mà đam mê mới kinh thì có thể tham khảo ha, cửa hàng thì bao quay đầu xe cho anh em luôn. Đấy. Bao mua bán trao đổi tất cả. Rồi. Ở bên này mình còn cái mẫu này anh em rất hay hỏi này. Con này cũng làm À, đây theo đến 2 con tuần này rồi. ẹt 150, con này 2017 2017. à. Biển 61C2. 16 triệu 800. Xe chất zin nhé. Đó, xe Có zin luôn. lên có cái phuộc thôi. À, Lên cái ok. phuộc. Lên Đó, mà phuộc. giá rất là mềm nhá, 16.8 thôi. 16.8. Đó, ok. Chiếc này biển 61, biển 61 luôn. Rồi em Rồi. sang mấy em Ẹt ẹt 135 ha. 135. 135 thì em này xe 20 mẫu này là 2013 13. 2014 đăng ký 2018. À ok. Nó thì nó cũ rồi hay. Hết xăng luôn. Xăng rồi. Biển 37 14 triệu 8. À 148 à. Đó 14 triệu 8, biển Rồi 37D1. Rồi bên này cũng là mẫu 135, ok. em này biển 73. Hiện tại đang là 12 triệu 8, xe 2013. Đó, 12.8 thôi. Bô bỏng đuôi được là zin luôn em nhé. Đó, Xe dàn thì áo thì chất cũng được zin, khá là cứng ha, cứng cáp liền lạc. áo liền lạc. Rồi, Tất ok. nhiên thì theo năm tháng sẽ có những chỗ chảy, Đúng rồi, và nhưng mà phải chủ chạy xe nhỏ thôi người ha, ta không đáng cũng kể đâu. Đó. có thể là sẽ tỉa tót lại một vài chỗ, không Rồi. đáng kể. 12.8 ha. Đó, 128. ok. Em này đồng giá luôn, biển 78, xe cũng 2013 luôn. Đó, cũng Đăng là ký 12.8 luôn. 2013. Đó, 12.8 luôn em nhé. Có cái Đó. già này có em ngoài cùng kia đăng ký muộn, xe nó chất thì Đó, con nó này xe cao nó hơn cứng thôi. hơn ha. Còn lại có 12 triệu 8 thôi. Rồi. Đây Đây. cũng có mới đổi một MC. Sirius. Em này thì xe nào? Xe rút này con này cũng khá đẹp nhé, dàn chân cũng Biển toán đẹp lắm. 84K1. Sạch sẽ. Xe 017. 10 triệu 800. Ok, 10 đó. triệu 800. 10 triệu 8 thôi anh em nhé. Đó là 10 có triệu một 8. chiếc xe khá là đẹp luôn, dàn áo đẹp liền lạc anh em nhé, không phải là bể vỏ hay là xấu đâu, mình thấy là Xe con này khá zin đẹp luôn. á, zin luôn này. Xe zin. Đó. Bánh căm. Nói chung là giá này có ok rồi. À, 10 triệu 8 thôi. 10 triệu Đó. 8. Còn đây thì có Quay 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 RX 110 FI. 110. Em này thì cũng lên video một số lần rồi, Rồi. cũng có số anh em hỏi. Cũng Thực rất là tế mềm ra thì khi cái luôn. đầu nòng là chưa có rớt, những cái bửng bên côn bên 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 này là có thể là sẽ phải ra để điều chỉnh, hoặc bên này sẽ phải mâm điện. Đó, Rồi ok. nên là cái đầu nòng là chưa có rớt, Đó, chưa đầu có nòng rơi zin luôn. nòng nha, zin Rồi. luôn. Đó, cam cò thì người ta phải chỉnh thôi, bởi vì Rồi. xe đi thời gian Rồi. nó sẽ bị rão cam mà, Rồi. như cái sên xích của Rồi. mình thôi. Xe 2018
biển 24. 8 8 triệu. À, đó, 8 triệu thôi em nhá. Thực ra cái biển ở đâu bây giờ nó không quan trọng đâu. Chung là cái một số những cái anh chị em là rất hay là để ý cái biển xa biển gần, nhưng mà như mình quan trọng ở tận ngoài kia, mình vào đây mình chạy rất nhiều xe biển các nơi. Chung là như thế cũng không thấy có vấn đề gì. Fuel này mới nhỉ? Fuel này là mới đăng ký mà cũng mới lột keo trong luôn. À, con này 2024 luôn này. 2024 luôn. Ui, biển có 94. Đẹp có đo hình như là mới có 2100. Xe như mới luôn em nhé. 2000 cây. Chất xe không? À, Future đăng ký 2024 nhé. 30.800.000. Em thấy không? Có xe đẹp luôn nha. Đó. Nói chung là nó trưng ở showroom mới là xe như mới luôn. Không khác gì luôn em nhé. Đấy em thấy không? Vỏ này, gai gió đầy đủ luôn. Em này thì nó chả có cái vấn đề gì là nó xe có mới nên mình không có gì để soi hết em ạ. Để mà kiến viên đầy đủ luôn. Rồi. 2000 cây. 2000 cây thôi. Rồi ok. Thế nhưng là chiếc này mà mình lên tem quay là nó đẹp đấy đúng không nhỉ? Vâng, rồi. Nó y chang mà. Y chang rồi. Và lại quay 125 của Nhật gì đó đúng không? Thái. Nhật Thái gì đó. Rồi 30.800.000. Rồi, xe 30 triệu cực 8. Chất luôn. Đó. Mới đét đèn đẹp. Như mới luôn. Rồi. Rồi em Winner V1 em này biển 61 Bình Dương luôn, xe đăng ký 2022. Em này hình như là xe sản xuất 2017 2018 gì đó. Rồi. Đăng ký 2022. Order xem 2022 order nó đang là bao nhiêu. Rồi biển 61 luôn. Order 22.500. Rồi 22.000 cây. Ồ gãy tay thắng này để bữa nào mình bảo anh em thay đi. Đó gãy này anh Tú sẽ thay cho anh em luôn này ha. 17.800.000. Rồi 17.800.000 ha. Xe thì rất là liền lạc cứng cáp nha. Xe zin. Rồi. À, đây có Quinix V2 em này biển 71. Rồi bản thường ha. Bản thường. 18.800.000. Xe 2020 luôn. Rồi, 2020 Odo cũng 22.000, 23.000. Rồi, ok. Hơi chật, anh chị em mà muốn coi kỹ chiếc nào thì Facebook và Zalo anh Tú ha. Mình sẽ gửi video nhé. Rồi. Đó, em này biển cũng là xe 2019 cũng 18.800. Ở đây cũng V2 bản thường, có lên cặp mâm đồ chơi thôi anh em nhé. Lên cặp mâm. Chiếc này thì cũng mới đổi, mình chưa ngó Odo. 18.800, bô bổng là zin luôn em nhé. Dàn áo liền lạc, không bể vỡ ha. Odo em này 19.000. Rồi. Máy móc thì bao thì thầm với em luôn. 19.000 cây. Gương zin vẫn còn để đây. À rồi, ok. Có thiếu con ốc này thì để lắp vào. Rồi, còn tiếp theo cũng là bản V2 đấy anh em này. V2 em này hình như là có 8.000 cây thì phải. Xe thì siêu keng luôn, em thấy là bản thường thôi, nhưng mà xe mới lắm anh em nhé. Hôm nay mình sẽ em này mình nhầm, em này là 16.000. 16.000 cây. 16.000 cây. À, zin nguyên bản luôn. 21.800 này mình sẽ giảm còn 28 nhé. À, còn 28 thôi. Đó, mới đi mười mấy ngàn cây thôi anh em nhé. 16.000 cây. 16.000 cây. Zin. Đó, ok. Khóa chống trộm này kia, ôi giời ơi luôn. Rồi. Đó. Rồi bên này trên này thì cũng còn mẫu V2 vẫn còn luôn. 18.800, xe 2020 biển 69. Đó, ok. Đấy, chiếc này cũng là zin nguyên bản luôn em nhé. Đó. Biển 69. 69 Cà Mau. 69 Cà Mau, 18.800.000. 18.800.000. Đôi khi xe nó chật thì không quay được hết cả cái biển đâu. Mấy cái thời gian mấy anh em mình quay video nó cũng muốn nó ngắn ngắn thôi. Rồi, chi tiết nó dài quá thì đôi khi anh chị em lại không xem hết được. Đó. Nên là anh chị em nào mà có nhu cầu muốn xem cả cái biển thì mình cứ ebook. Mình sẽ quay xe chi tiết từng con ốc. V2 biển cũng 69 Cà Mau luôn, 21.800.000. Đó. À, con này là bản ABS nhé. Bản ABS. ABS V2 ABS. Con này hôm nay đó 20. 28 rồi, 28 rồi đây. Còn 28 rồi. Có 20.800.000 thôi. Đó là bản có ABS luôn em nhé. ABS rồi. Này, em này ABS biển 67. Em này có 21.800.000 thôi. Đó, màu
đen đen vàng rồng vàng, rồng Rồi. vàng rồng xanh gì đó. Đó, có xíu màu vàng bên hông thôi, còn đâu là nhám ha. Mẹ cặp Đó. phuộc vàng nó Rồi. cũng có thế đấy, lại là Đó. đen nhám đen. Ok, 218. Rồi V3. À đây có V3, V Winnick V3. Đó. Đây. V3 8.000 cây. À, 8.000 cây thôi, nói chung là xe không 26.8. Em này biển 68, xe 2022 đăng ký đúng tháng 12 2022 luôn. à rồi ok, xe là zin nguyên bản nha, xe rất là cứng luôn, mới đi 8.000 ha. Còn đây cũng là V3 luôn. Đó. Winix V3 V3. em này 16.000 cây. Odo 16.000. Đó Đó. cũng khóa smart cây, đồ chơi thì cũng Đó. có lên được cái À, kẹp điện thoại kẹp ha, điện thoại, đèn cái trợ đèn thôi. sáng. Có Rồi vậy thôi, còn vậy lại thôi. vẫn là zin. Đó. Để lên máy cho anh chị em. Đó. Đèn nhám ha, rất đẹp luôn. Máy móc ok, Rồi ok. xe rất là chất luôn. Đó. 27 triệu 8. Đó. Xe 2022 biển thành phố. À, biển Sài Gòn luôn, biển 59 ha. Đó thì tay ga. Cái Tay ga thì ga con bên này này có có về thêm AB. AB con này 20 à con này 2016. Đấy 2016 em nhé. Xe đăng ký 2016. Đó biển Bình Dương Rồi, biển 61 61 luôn. D1. Em này có 19 triệu 800 thôi. Rồi, 198 nhé. Đấy, mẫu 2016 ha. Những cái dòng như Đó. thế này thì máy móc thì lúc nào nó cũng sẽ là zin, bởi vì Rồi. ít khi nó ảnh hưởng đến máy máy chạy quạt nước mà. À, ok, đó, nói chung Xe là xe ok đẹp lắm. liền lạc em nhé. Đó. Nói Ok. chung Biển những con nào mà máy móc có vấn 61. đề gì thì mình sẽ báo anh em luôn. Dạ. Honda 36.000 cũng chạy ít lắm. Đó, máy móc thì thầm anh em nhé. Rồi, 19.8 thôi. 9 triệu 8. Đó, có chiếc bên này thì đẹp hơn xíu nè. Biển 61B2. Đó, xe rất là đẹp. Con này đẹp lắm, 20 à, con này 2019 luôn, Xe 2019 luôn em nhé. 2019. Đó, xe đẹp này, dàn chắn ốc tán sạch sẽ đẹp ha. Đó. À, con này là Khóa bếp ga. khóa mắt cây ha, khóa mắt cây luôn. Đó. Và con này 2019 là xe khá đẹp luôn, biển 61 luôn em nhé. Rồi, ok. Odo nhiêu? Odo 44.000. Rồi, 44.000 cây. Rồi. Máy móc thì ok thì thật. Rồi. Con này là 20 238 rồi. 23.8. Đó, 238 biển 61 Bình Dương. Rồi. Rồi sang Vision. Vision biển 63B2. Rồi, ok. Xe 2012. Ủa này đi tiết kiệm cực kỳ này. Rồi, ok. 2012 nghe đầy đầu luôn ha. Mày rất êm luôn, thì thầm lắm mày em ạ. Hơn 10 triệu, 12 triệu 8. À, 12.8 con này biển 63 này, 63 12 triệu. ha. À, 12 triệu, tốt luôn nha. Rồi, con này thì có mẫu Vespa. Ba hôm nay mình giảm triệu cho anh em, chị em À, nào có nhu cầu sử dụng thì lấy ok. 9 triệu 8. Hôm nay Đó. còn 9 triệu 8 thôi. Con này là mẫu LX 150. Xe Đó. 150 À, 2011 đó. biển 59 Ok. thành phố 59X1. Đó, Cái giá này thì thì nó vẫn là đề va. Đó. Cái mẫu này thì với đè thì lúc đè thì nó hơi kêu to thôi, nhưng máy móc êm anh em nhé. Đó. Để nó đầy bánh răng đề va nên là nó Rồi. sẽ kêu Ok. hai hàng này. 9 triệu 8 thôi anh em 9 nhé. triệu 8. Rồi ok. Rồi. Đó. Thì anh chị em nào mà quan tâm mẫu xe nào cần chi tiết hơn thì mình cứ inbox Zalo anh Tú nhé. Cửa hàng thì vẫn có mua bán trao đổi xe, có ship xe toàn quốc luôn. Trả góp thì anh em cầm theo căn cước công dân thôi. Trả trước 30% giá trị xe anh em nhé. Đó. Anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 64 Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương để mình xem xe trực tiếp nhé. Hôm nay thì mình cập nhật là hết tất cả các mẫu xe máy cho cửa hàng. Anh em mà quan tâm thì mình cứ inbox Zalo hoặc đến trực tiếp cửa hàng để mình xem xe.
Và mình cũng xin kết thúc video ở đây ha. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Rồi, chào anh Tú nhé. Ok, chào toàn thể anh chị em nha. Chào Thắng ha. Dạ ok, còn anh em đang xem chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và chia sẻ cho mình sẽ tiếp tục review các mẫu xe khác để em tham khảo ha. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em ha.